Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Quá. Mình tên là Thanh Quá, 38 tuổi, đang ở chợ Lén Sen, huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một em nồi cơm 1 lít IH của Panasonic SRHD103. Em này ngoại hình rất là đẹp nha quý khách. Em này sản xuất năm 2013. Tiết kiệm điện ha, một điện 100V 1000W ha. 100V 1000 100W 1001 á. Đây 2013. Tay cầm gì đầy đủ hết. Không ơi, nó thử hơi nóng với khách thấy không? Đây đó. Đây giờ mình hướng dẫn sơ ha. Giống như mình ghim điện vô. Mình ghim điện nó sẽ mặc định là chỗ này ha. Chỗ chính giữa này, nhiều chỗ thì bên đây, nhiều chỗ bên đây, nhiều chỗ chính giữa. Cũng không cần quan trọng, chỗ nào cũng được, chân bấm nút tắt, mình mặc định chỗ nào mình cứ nấu chỗ đó. Bình thường cứ vo gạo xong bấm nút này. Rồi. Nó tự nấu, nấu xong nó sẽ chín, nó chuyển qua chế độ hâm. Đèn này nó hâm. Và quý khách nào muốn không xài nữa, quý khách tắt. Rồi. Còn cái thứ hai nữa này là nút giờ, chỉnh giờ. Hiện giờ mình đang chỉnh giờ đúng của mình luôn là 20:26 tối. Chỉnh chế độ bấm nút này, giống như này là gạo trắng nè, rồi gạo không do, rồi gạo mềm, rồi gạo lứt, rồi gạo sushi, rồi tôm lấm chứ, nói chung vòng vòng đây nè. Nó chẳng hạn như thằng này thấy 40 là chắc nó nhanh nè. Đó. Thằng này chắc nó nhanh đó. À, quý khách cứ bấm thoải mái, không hư hao gì trơn á. Quan trọng là điện 220 với 100 thôi. 100 hoặc 110 thì ok nha, điện game 220 là thua luôn á. Ngoại hình em này rất là ok ha. À, nấu được 3 lon, được 4 người ăn cũng được. Tại vì một lon gạo tương đương 3 chén. Rồi mình nha, ok ha quý khách, đó lên tim mẩm mẩm ha, mình test đầy đủ ha. Đây nắp son ok luôn. Son nọ không có chóc mẻ gì trơn nha quý khách. Đồ lòng nó cũng ok luôn ha. Ok ha, sáng chói ha, là xối chén ha. Ok. Quá chuẩn nha quý khách. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay chơi tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn.